Chào em nhé, Công Phạm nhé, chào anh Nguyễn nhé, chào 13 người đang xem, 15 người đang xem nhé. Mọi người vào đông đông rồi, bắt đầu mình xin phép được chia sẻ một tí. Cảm ơn mọi người nhé, xin chào anh chị em, cô dì chú bác và tất cả các bạn bè trên cộng đồng mạng Facebook. Hôm nay là mình xin phép được giới thiệu, mình tên là Lê Chí Thành, cấp bậc đại úy, hiện đang công tác tại đơn vị trại giam Xuân Lộc. Hôm nay là mình xin phép được chia sẻ với mọi người những sự việc như sau. Thì trước khi vào chia sẻ là mình xin phép được nói như này, là các bạn khi các bạn vào xem vào những cái video như thế này, nhiều người không hiểu rằng là những cái video thế này, nó khi bạn chia sẻ hoặc bạn chấm like thích là nó có sẽ ảnh hưởng tới các bạn hay không, và các bạn sợ là cái việc chấm like chia sẻ video của mình là vi phạm pháp luật hay là bị ảnh hưởng đến cá nhân bản thân các bạn. Thì mình xin chia sẻ các bạn như này, khi mình lên đây mình nói những điều này là mình hoàn toàn nói sự thật, và mình tố cáo những việc làm sai phạm của lãnh đạo, của cá nhân, chứ không phải là mình nói đến sai phạm hay là mình nói xấu tổ chức. Nên những điều các bạn vào đây xem mình nói và chia sẻ và like và chia sẻ giúp cho mình thì hoàn toàn không sai về mặt pháp luật và không sợ ảnh hưởng đến bản thân của bạn và ảnh hưởng đến việc của các bạn là lên đây chấm like. Bởi vì cái việc mình chia sẻ lên đây là hoàn toàn đúng sự thật về những việc mình nói ra ở đây. Thì mình mong các bạn hãy giúp đỡ mình, chia sẻ giúp mình, chia sẻ với cộng đồng mọi người để được biết được những cái điều mà mình đang nói ở đây và đang chia sẻ ở đây ở trên live này là hoàn toàn đúng sự thật. Nên là mình mong được các bạn hãy giúp đỡ mình chia sẻ video, là giúp mình. Cách đây nhiều năm trước, bản thân mình cũng nghĩ như các bạn bây giờ hiện tại, là có thể là mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng có ngày hôm nay là mình phải đến đây kêu gọi, nhờ đến cộng đồng mạng, nhờ đến tất cả các bạn bè, anh em, cô dì chú bác trên cộng đồng mạng giúp đỡ hậu đỡ mình. Bản thân mình là một người lính và mình đã phải nhịn nhục và bỏ qua rất là nhiều thứ, và đến ngày hôm nay mình cảm thấy mình cần phải lên đây và mình chia sẻ, và mình nhờ đến cộng đồng mạng giúp đỡ mình chia sẻ. Cũng như các bạn, có thể hôm nay các bạn xem tôi và các bạn nghĩ rằng cuộc đời của các bạn sẽ không có một ngày giống như tôi, nhưng biết đâu đó giống như tôi nhiều năm về trước cũng nghĩ như vậy. Nên các bạn giúp tôi chia sẻ là cũng như là các bạn giúp chính mình. Có thể một ngày nào đó, việc các bạn kêu mà cóc kêu không thể thấu được đến trời. Thì hôm nay mình xin tất cả anh bạn, chị em, cô dì chú bác, bạn bè xem và chia sẻ giúp những cái video này lên các hội nhóm giúp cho mình. Đấy, là các bạn chia sẻ là hoàn toàn không hề vi phạm về mặt pháp luật và không ảnh hưởng đến bản thân mình. Đấy, bởi vì mình lên đây là mình con người thật, việc thật, và những cái việc mình chia sẻ hoàn toàn là sự thật. Đó, mình là Lê Chí Thành, đại úy Lê Chí Thành, hiện tại đang công tác tại trại giam Thủ Đức, công tác tại trại giam Xuân Lộc. Đó, thì trong cái quá trình thời gian qua mình đã chia sẻ những cái video và nói lên tố cáo những cái việc làm của lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn. Và mình muốn nhờ các bạn giúp mình chia sẻ để làm gì? Bởi vì trong cái thời gian qua mình chia sẻ và mình đã đi ý kiến và đi cầu cứu đến tận lãnh đạo bộ cục nhưng không được sự quan tâm giúp đỡ, thì buộc ngày hôm nay bản thân mình là phải lên đây nhờ đến cộng đồng mạng, nhờ đến các bạn, anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác trên Facebook ủng hộ cho mình và chia sẻ ủng hộ cho mình để làm gì? Để mong rằng cái video của mình, những cái mà mình chia sẻ, mình nói lên những cái việc làm của lãnh đạo, mình tố cáo những việc làm sai phạm của lãnh đạo ở đây,
đến cấp lãnh đạo cao nhất để có thể xem được và để giúp đỡ trả lại cho mình sự minh bạch, cái mà mình không phải bị như vậy mà lại được bị xếp như thế, xếp loại như vậy. Thì mình mong các bạn hãy giúp đỡ mình, và hôm nay mình mong muốn để cho ngày hôm sau cái Facebook của mình nó hoàn toàn không bị sợ đánh sập. Trước khi mình chia sẻ thì mình đã lập một kênh YouTube và một cái fanpage, và mình sẽ lập Bigo, và mỗi lần mình like thì mong các bạn, mình sẽ để một đường link ở trên đó, nhờ các bạn truy cập vào đó và chia sẻ giúp cho mình. Và mình sẽ chia sẻ tất cả những cái việc, như việc vi phạm như thế nào thì mình sẽ phân tích từng sự việc về mức độ vi phạm và vi phạm ở điểm nào, điều nào, và tại sao vi phạm như vậy thì nó phải xử ở mức như thế nào. Thì mình sẽ phân tích từng sự việc và từng mức độ vi phạm, từng việc một đó, của việc của lãnh đạo của đồng chí Lê, Đại tá Lê Bá Thụy và những đồng chí khác đó. Thì hôm nay mình mong muốn các bạn giúp đỡ cho mình, ủng hộ mình, chia sẻ giúp mình, cũng giống như là các bạn chia sẻ cho chính các bạn. Biết đâu một ngày nào đó các bạn cũng phải nhờ đến cộng đồng mạng, nhờ đến tất cả mọi người ở trên Facebook này giúp đỡ đến bản thân mình. Mình mong các bạn, anh chị em, cô dì chú bác hãy giúp đỡ mình để chia sẻ. Thì mình ngày hôm qua là mình đã làm việc với lãnh đạo nguyên một ngày luôn. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ các bạn là cái việc làm của ngày hôm qua là lãnh đạo làm việc với mình như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và còn sau, từ ngày hôm sau trở đi, mình để cho cái Facebook của mình không bị sập, thì mình sẽ thành lập cái kênh fanpage, kênh YouTube, để mình tạo một đường link, mình sẽ chia sẻ lên đó và mình mời các bạn vô fanpage của mình để đảm bảo là không bị sập, và kênh YouTube của mình để nhờ các bạn chia sẻ. Tại vì nếu mà mình chia sẻ ở đây thì Facebook rất dễ dàng bị đánh sập, nên là mình nhờ các bạn hãy vào đó chia sẻ giúp hộ cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Và sau đây là mình sẽ chia sẻ về cái việc ngày hôm qua mình làm việc và với lãnh đạo như thế nào, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 11 giờ trưa, và từ 13 giờ 30 phút và làm việc cho tới 5 giờ chiều, và cái việc làm như thế nào đối với lãnh đạo, đối với mình. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn như này. Thì trong cái quá trình, cái thời gian qua, mình đã lên mạng và chia sẻ và tố cáo những cái việc làm của lãnh đạo và những sai phạm của lãnh đạo ở trên Facebook như thế này. Mình biết rằng các bạn vẫn chưa hiểu hết được lý do, nguyên nhân và cái sự việc ở bên trong đó, bởi vì mình chưa phân tích rõ ràng từng sự việc, từng việc sai phạm của lãnh đạo như thế nào. Ví dụ như tội việc cho vay nặng lãi, việc trộm cắp, hay việc biển thủ công quỹ, tiền công quỹ, tiền lương, cắt bớt xén tiền lương của đồng chí đồng đội. Thì những cái việc đó mình sẽ chia sẻ từng phần và nói từng phần và phân tích rõ từng phần và chỉ ra cái điểm nào, chỗ nào, và phân tích cái việc đó là sai phạm theo điều nào của Bộ Luật Hình Sự như thế nào, để các bạn hiểu được. Ví dụ như cái việc mà cho vay siêu nặng lãi thì nó sẽ ở cái điểm nào quy định trong Bộ Luật Hình Sự, và cái mức vi phạm đó sẽ phải xử lý ra làm sao. Thì mình sẽ phân tích tất cả mọi cái, là mỗi một lần mình lên live thì mình sẽ chia sẻ và mình nói, mỗi một ngày mình sẽ nói đến cái việc sai phạm như vậy. Còn việc hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc ngày hôm qua lãnh đạo làm việc với mình và yêu cầu mình những cái gì. Thứ nhất, trong cái thời gian suốt mấy ngày mình like và mình nói những cái việc làm của lãnh đạo, tố cáo những việc sai phạm của lãnh đạo và của đồng chí Đại tá Lê Bá Thụy đối với mình và gia đình mình, và những cái sai phạm của các đồng chí và bao che và những cho những cái việc sai phạm của anh em, con em và kéo bè kết phái và cục bộ địa phương như nào. Thì ngày hôm qua lãnh đạo đơn vị đã làm việc với mình
đấu tranh với mình và đe dọa mình, và thậm chí là đe dọa cả người thân của mình. Mình nói nhá, là đã đe dọa cả người thân gia đình nhà mình và yêu cầu mình phải gỡ tất cả các video và những cái mình đã like, mình đã nói và mình đã chia sẻ lên Facebook ở đây. Đó. Là các bạn biết đấy, mình đã bị đe dọa. Và các bạn, những người mà trong cộng đồng mạng, những người bạn của tôi đã nhắn tin khuyên tôi là dừng lại và khuyên tôi hãy đi lại cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ rằng sống ở trên đất nước Việt Nam, sống và làm theo pháp luật Việt Nam, chúng ta không thể che được cả bầu trời. Tôi không sợ điều xấu, bởi vì còn có lãnh đạo, có những người cấp lãnh đạo cao hơn giúp đỡ và che chở cho tôi. Và tôi tin vào cái điều đấy, nên là tôi sẵn sàng lên đây, tôi chia sẻ và tôi tố cáo những cái việc đó. Đó, các bạn thấy không? Hôm qua làm việc với tôi, đe dọa, có đe dọa như thế nào thì mình bắt đầu mình nói cho các bạn như này, đe dọa như thế nào. Thế bắt đầu là các đồng chí nói tôi là bây giờ cái việc tôi lên live và mặc bộ đồ công an như thế này là theo thông tư 163, đó là sai, không được lên live, không được chia sẻ, không được lên lên mạng, và yêu cầu kỷ luật tôi. Đó. Còn nếu thì tôi đã nói là tôi chấp nhận hình thức kỷ luật. Nếu tôi sai là tôi mặc bộ đồ này, tôi lên đây tôi chia sẻ, tôi cáo việc làm lãnh đạo mà sai thì tôi chấp nhận, tôi chịu hình thức kỷ luật, có thể là tước quân tịch hay là cởi cầu áo cầu vai của tôi sẵn sàng, tôi vẫn làm và để tôi đấu tranh cho việc làm sai trái của lãnh đạo. Tôi không sợ điều đó, tôi chấp nhận mọi vấn đề. Thế lãnh đạo nói là không, kỷ đơn vị lãnh đạo không muốn kỷ luật tôi nhưng chỉ mong yêu cầu tôi gỡ các video xuống. Tại sao lại mong tôi gỡ các video xuống? Thế tôi hỏi lại, thế là các đồng chí đang muốn trao đổi điều kiện với tôi nếu tôi gỡ video xuống là không kỷ luật tôi, nhưng nếu tôi không gỡ thì sẽ kỷ luật tôi à? Thì các đồng chí lãnh đạo nói tôi, lãnh đạo nói không kỷ luật và không mong muốn kỷ luật và chỉ mong muốn là tôi gỡ các video xuống, đó là điều kiện trao đổi. Và đe dọa ở đây là đe dọa cái gì? Đe dọa ở đây là yêu cầu tôi gỡ xuống, nếu không có thể ảnh hưởng đến gia đình, người thân, em trai, mẹ tôi. Thế tôi hỏi lại, ô thế các đồng chí như vậy là đe dọa đến tính mạng, gia đình, đến người thân của tôi à? Mà các đồng chí lại nói là và nói yêu cầu tôi là gỡ xuống là có thể ảnh hưởng đến gia đình, đến người thân, đến em trai tôi. Thế là như thế nào đây? Đe dọa hay giết người hay là như thế nào? Và trước đây tôi có từng từng nói là khi tôi lên live có rất nhiều các đồng chí đồng đội của tôi đã nhắn tin chia sẻ và nói tôi đi lại cẩn thận có thể sẽ gây bất lợi cho tôi, ví dụ ra đường đi lại cẩn thận có thể là gây tai nạn hoặc là tạo ra một hiện trường tai nạn đến đối với tôi đúng không? Nhưng tôi không sợ điều đấy, bởi vì tôi tin vào mặt pháp luật và tin vào những cái gì mà mình đang sống và mình làm ở đâu, mình đứng ở đâu. Thì hiện nay tôi tin vào tất cả những gì tôi đang làm ở đây là tôi cảm thấy đúng với lương tâm, đúng với trách nhiệm, đúng với việc mà tôi cần phải làm của một người ăn cơm đảng áo dân. Mà những cái mà tôi đang mặc đây là được từ cái đồng lương, và những cái này là do các bạn, do nhân dân đóng thuế cho tôi mới được mặc như vậy. Thì tôi cần phải có trách nhiệm nói lên sự thật và đấu tranh lên sự thật.
để làm gì? Để làm trong sạch bộ máy. Là ngày hôm qua tôi làm việc, từ thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, và chiều từ 13 giờ 30 phút chiều cho tới 5 giờ chiều tôi làm việc mới 3 người, buổi sáng 2 người, buổi chiều 3 người, hai trung tá, một đại úy, toàn là lãnh đạo hết. Đe dọa có, tình cảm có, tất cả trao đổi có, là tất cả mọi hình thức, để làm sao, để làm gì, để tôi dừng lại tất cả những cái việc tôi livestream, và cái dừng lại cái việc tôi chia sẻ video, và gỡ tất cả những cái video của tôi từ trước đến giờ xuống. Đó. Nhưng hôm nay tôi lên đây, tôi muốn nhờ các bạn, từ ngày hôm sau tôi sẽ live vào ngày 2 buổi. Thứ nhất là 11 giờ trưa và 8 giờ tối, là 2 buổi. Để làm gì? Để vì cái thời gian đó là các bạn nghỉ. Và tôi sẽ live tới 3 máy, và tôi sẽ đưa cho các bạn một cái đường link của kênh fanpage và kênh YouTube, và tôi live trên Bigo. Thì tôi mong các bạn hãy giúp tôi theo dõi và chia sẻ giúp cho tôi. Có thể ngày hôm nay tôi là như vậy, nhưng có thể biết đâu ngày mai các bạn cũng giống như tôi. Tôi rất chân thành cảm ơn, và tôi xin chân thành cảm ơn các bạn. Và tôi mong mạng rằng ngày hôm nay những điều tôi nói đây, và tôi mong là các bạn hãy giúp đỡ cho tôi, cũng như các bạn sẽ giúp đỡ cuộc đời các bạn. Biết đâu có thể một ngày nào đó bạn cũng giống như tôi. Bởi vì sao? Khi tôi có những cái sự ép trong công việc, công tác như vậy, bản thân tôi đã bay ra tận Hà Nội và lên gặp hai đồng chí lãnh đạo, cục trưởng, phó cục trưởng, trung tướng, thiếu tướng để làm việc. Tôi yêu cầu thanh tra về những cái việc tôi báo cáo, đó là những sai phạm của đồng chí lãnh đạo và của các đồng chí khác. Nhưng được sự phớt lờ của hai đồng chí lãnh đạo, thì bản thân tôi buộc phải lên đây kêu gọi và tố cáo công khai. Để làm gì? Để tôi nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp đỡ cho tôi, bảo vệ quyền lợi và sự minh bạch cho bản thân tôi, và cần phải đấu tranh và đưa những người vi phạm, những người sai phạm đấy, để làm gì? Để làm trong sạch bộ máy. Lò Bác Trọng đang nóng, cần phải khởi động. Thì tôi mong các bạn hãy chia sẻ giúp đỡ cho tôi, giúp đỡ tôi. Và từ ngày mốt là tôi đã tạo một cái kênh fanpage và một kênh YouTube, thì tôi sẽ đưa cái đường link lên, và tôi mong các bạn hãy chia sẻ, hãy giúp đỡ tôi nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, anh chị em, cô dì, chú bác đã tạo điều kiện giúp đỡ và chia sẻ giúp cho tôi. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó là cái việc làm ngày hôm qua tôi với lãnh đạo. Còn từ ngày mai trở đi, khi tôi live, thứ nhất là vào lúc 11 giờ trưa, và buổi thứ hai là lúc 20 giờ đêm, thì tôi sẽ để cho các bạn đường link của kênh fanpage của tôi và kênh YouTube của tôi, để tôi mời các bạn và nhờ các bạn vào xem những gì tôi chia sẻ, là những gì tôi tố cáo về việc làm sai phạm của lãnh đạo. Đó. Và tôi xin hứa sẽ phân tích từng sự việc, từng việc sai phạm,
những việc làm sai phạm đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không. Ví dụ như tội trộm cắp. Ở đây có trộm cắp một cán bộ hiện nay là cấp hàm thiếu tá. Mà lại đi làm cái việc cầm nhầm. Xét về tư cách mặt đạo đức đảng viên là không đủ tư cách rồi, nhưng lại không bị xử lý một bất cứ một hình thức kỷ luật nào. Đó. Và cái đó, việc đó là có xử lý trách nhiệm hình sự hay không, và tôi sẽ phân tích từng việc cụ thể để làm cái gì để các bạn hiểu được cái việc làm như thế là sai phạm như thế nào và cái người đó sai phạm ra làm sao. Thì hôm sau tôi sẽ lên live chia sẻ các bạn. Hôm nay tôi xin được kết thúc live ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn anh chị em, cô dì, chú bác, bạn bè, cộng đồng Facebook. Xin cảm ơn.